Sáng nay, vòng chung kết hội thi Olympic tiếng Anh các học viện trường sĩ quan Đại học Toàn quân lần thứ 3 với chủ đề Tự hào Việt Nam được Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Sau 6 ngày thi đấu vòng bảng, ban giám khảo đã chọn ra 6 đội xuất sắc nhất để thi đấu chung kết. Vòng chung kết diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi. Các đội tham gia thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi. Qua 3 phần thi, khám phá tri thức, tranh biện bản lĩnh thanh niên và phần thi giải ô chữ về đích, các thí sinh đã vận dụng tốt khả năng tiếng Anh, kiến thức trong các lĩnh vực lịch sử Việt Nam, quân sự quốc phòng, văn hóa xã hội để hoàn thành tốt phần thi của mình. Hội thi đã thật sự trở thành sân chơi bổ ích cho các học viện, nhà trường quân đội, tạo điều kiện cho các trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm dạy và học ngoại ngữ. Những thí sinh thể hiện tốt trong hội thi sẽ là những hạt nhân nòng cốt để các trường đào tạo ra thế hệ sĩ quan tương lai giỏi ngoại ngữ, vững chuyên môn, đủ khả năng tiếp nhận, làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại, giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường quốc tế.